thương. Chờ hả, mấy chị với bà ngoại hả? Thế đứa nào qua vậy? Đứa đậu á hả? Đứa đậu á hả? Đứa đậu nói chuyện ra hả? Phải không? Cái chuyện dữ lên, quay gửi cho ông nội bà nội coi. Bé đậu đó hả quay? Bé đậu đó hả? Quay qua coi chừng tôi thấy cái máy nha. Thấy cái máy là nghỉ nói chuyện đó à. Chưa thấy cái máy giờ chưa nghỉ nói chuyện điện đó à. Thôi lấy tay ra đi nói chuyện chơi nè. Chào con. Hả? Chào. Cái chuyện gì dữ à ta? Con mát ngoại hả? Sáng giờ ngoại đi ở nhà lấy. Ngoại đi ở nhà lấy ăn hiếp con phải không? Bà Phải nghe không thích con? luôn kìa. Hả? Nói chuyện mà ba thức luôn. Sao sáng giờ ngoại đi thi ăn hiếp con phải không? Có không? Hả? Nói chuyện với người nào? Muốn bắt máu nào? Muốn bắt máu nào? Sao nói đi, mát ngoại đây. Ba ghẹo con phải không? Ba ghẹo con. Quýnh à, quýnh ba nghe. Ba ghẹo bé đậu nghe. Dù chưa ở trường. Gặp ba nó đòi kìa. Đòi ba kìa. Hả ba đó. Đòi ba hả? Ba cũng đòi. Cái này ba đưa cái đít vô cái máy kìa. Sao? Nói chuyện với ba đi. Nói chuyện với ba coi. Chút đèn mới giá giỏng.